hơn 30 năm trước thì đây là một cái ngành mới. Thì sau khi được nhận ở lại trường và mở ra cái đơn vị miễn dịch này thì tôi được chọn vào với cái ngành này và gắn bó với nó từ đó cho đến bây giờ. Bản thân là một cái người mà trong cái công việc của mình thì mang hai cái trọng trách, vừa là một cái thầy thuốc và vừa là một cái thầy giáo. Mục đích của một cái cán bộ giảng dạy đó là làm sao truyền cái lửa, cái yêu nghề cho sinh viên để các em trở thành những cái bác sĩ trong tương lai, tốt về chuyên môn và sáng về ý đức. Tôi là phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Minh Phương, nguyên trưởng bộ môn miễn dịch sinh lý bệnh, hiện đang phụ trách khoa miễn dịch và kiêm nhiệm với phó trưởng khoa xét nghiệm của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Bản thân tôi tốt nghiệp bác sĩ vào năm 1990, thì sau đó được nhà trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy ở trường. Sau một thời gian thì đến năm 1999 thì được sang làm bác sĩ nội trú tại Pháp và sau đó tiếp tục học sau đại học. Thì sau khi bảo vệ thành công cái luận án tiến sĩ của mình với 7/7 phiếu xuất sắc của hội đồng, thì cái đề tài nghiên cứu của tôi được cử đi tham dự hội nghị quốc tế tại Đại học Tsukuba của Nhật Bản vào năm 2012. Và tiếp theo cái chương trình đó thì tôi tiếp tục được cử đi tham dự các cái đợt tập huấn, trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên trong cái khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Y Dược Huế cùng với trường Đại học Karlstad ở Thụy Điển. Và tiếp theo thì tham dự các cái trao đổi về nghiên cứu khoa học cũng như là hội nghị tại Estonia, tại Đức cũng như là ở Hàn Quốc. Và tất cả các cái học tập đào tạo đại học, sau đại học vân vân thì tôi đều chọn theo với đúng cái chuyên ngành miễn dịch và đi sâu vào nó, và càng đi sâu vào thì càng thấy đây là một cái lĩnh vực rất là hay, và bây giờ người ta đã ứng dụng cái miễn dịch học này trong nhiều cái công đoạn, từ chẩn đoán cho tới điều trị, thậm chí là dự phòng trong công tác khám chữa bệnh. Qua hơn 30 năm giảng dạy thì cái mà tôi cảm thấy vui nhất là cái sự hứng khởi của mình trong các cái buổi giảng. Đó. Luôn tạo cái hứng khởi cho mình. Khi mỗi khi vô lớp thì chính cái nguồn động lực, cái sự hứng khởi đó sẽ làm cho mình truyền đạt với sinh viên thì nó sẽ tốt hơn. Và mục đích của một cái cán bộ giảng dạy đó là làm sao truyền cái lửa, cái yêu nghề cho sinh viên, để các em trở thành những cái bác sĩ trong tương lai, tốt về chuyên môn và sáng về ý đức. Thì bản thân tôi hy vọng rằng đây là những cái nền tảng tốt nhất để tạo ra cái bề phóng cho sinh viên để có thể là đi lâm sàng là tốt hơn và sau này trở thành một cái bác sĩ hữu ích trong xã hội. Và chính vì những cái điều tâm đắc như vậy, thành ra là tôi luôn luôn tham gia tích cực những cái đổi mới trong các cái phương pháp giảng dạy của nhà trường. Thì trong khoảng 5 năm, từ năm 2007 cho đến năm 2012, thì tôi là một trong những cái thành viên tham gia trong cái dự án Việt Nam Hà Lan được tài trợ bởi cái chính phủ Hà Lan. Thì đây là một cái phương pháp đổi mới để giúp cho các sinh viên mà có cái phương pháp học tập tích cực hơn, tự giác hơn.
cùng với các cái đồng nghiệp khác thì bản thân tôi biên soạn các cái giáo trình sách về cái phương pháp dạy học tích cực, đồng thời tham gia đào tạo huấn luyện không chỉ cho các cái giảng viên trong trường mà kể cả các cái giảng viên ngoài trường ở các cái trường đại học y khác. Đây cũng là một cái niềm vui trong cái công việc. Ngoài ra gần đây thì nhà trường lại có theo một cái hướng mới với cái phương pháp là tích hợp trong giảng dạy. Thì bản thân tôi cũng là một trong những người tiên phong với cái nhiệm vụ này. Và qua những cái đóng góp đó thì năm 2019 cũng được nhà trường cử làm một cái nhà giáo tiêu biểu và được vinh dự nhận cái khen thưởng ở tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Bên cạnh cái nhiệm vụ giảng dạy đào tạo thì bản thân là luôn luôn cố gắng trong những cái công việc như là nghiên cứu khoa học, bởi vì bản thân tôi nghĩ rằng nghiên cứu khoa học đó là một cái cách để giúp cho chúng ta trau dồi thêm cái kiến thức và đồng thời có thêm các cái kinh nghiệm trong vấn đề giảng dạy. Chúng tôi cũng đã có các cái đề tài tham gia từ cấp nhà nước, cấp bộ, cấp Đại học Huế và cấp cơ sở, cũng đã nhận được cái giải thưởng, đó là giải thưởng sáng tạo công nghệ của tỉnh. Và trong năm vừa rồi thì đã nhận được một cái sáng kiến được công nhận là sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp bộ, cũng như là 4 cái sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở. Thì không chỉ bản thân mình trong cái nghiên cứu khoa học mà tôi còn động viên các khuyến khích cũng như là hướng dẫn cho các cái cán bộ trẻ trong bộ môn, trong khoa, thì các em có thể tham gia với cái hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như là khám chữa bệnh của mình, nhằm mục đích là cái việc giảng dạy nó sẽ tốt hơn. Với cái nhiệm vụ là trưởng khoa miễn dịch cũng như là kiêm phó trưởng khoa của xét nghiệm tại bệnh viện trường, thì tôi có biết những cái nhu cầu trong người dân để mà trong việc xác định các cái chẩn đoán bệnh tật của mình. Vì vậy trong những nghiên cứu khoa học của tôi luôn xuất phát từ cái thực tế lâm sàng, và vì vậy mà được ứng dụng rất nhiều trong các cái thực tế lâm sàng trong việc chẩn đoán cũng như là theo dõi và điều trị. Bên cạnh những cái hoạt động cùng với sinh viên thì việc tham gia các cái hội đồng khoa học, thì bản thân là phó giáo sư, vì vậy là tham gia nhiều cái hội đồng bảo vệ luận án của tiến sĩ cũng như là thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 vân vân. Thì tôi nghĩ rằng việc tham gia những cái hội đồng này cũng giúp cho tôi có thêm một số các cái kiến thức, thậm chí từ những cái chuyên ngành khác, và cũng góp phần cho bản thân mình trong cái công việc giảng dạy nó hiệu quả và một số các cái năng lực hoạt động của sinh viên. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Minh Phương là một tấm gương sáng của nữ đoàn viên trường Đại học Y Dược Đại học Huế. Cô là từng là phó trưởng ban nữ công của nhà trường, và sau này vì một số lý do công tác cô không thể tham gia hoạt động nữa, nhưng cô cũng rất là tích cực để mà hỗ trợ các cái hoạt động nữ của nhà trường. Bản thân cô cũng là một thành viên tích cực đóng góp cho các hoạt động xã hội của nhà trường. Từ trước đến nay cô là người trực tiếp vận động và đóng góp cho cái quỹ học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó của nhà trường, đồng thời thì cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho các cái bệnh nhi ung thư như là trẻ thì các cái bệnh hiểm nghèo của khoa nhi tổng hợp bệnh viện trường. Đồng thời thì cô cũng đã vận động cũng như là trực tiếp đóng góp cho cái quỹ hoạt động của các cái gia đình chính sách ở các huyện miền núi, cũng như là tham gia hỗ trợ cho hội người mù. Đối với bản thân tôi cũng như là các chị em trong ban nữ công của nhà trường thì phó giáo sư Minh Phương là một tấm gương sáng, và cô đồng thời cũng là một người chị rất là thân thương của ban nữ công, là người mà chúng tôi thường xin tư vấn khi có những cái hoạt động cần thiết. Quá trình làm việc của cô thì có những cái đóng góp không hề nhỏ cho sự phát triển của bộ môn nói riêng cũng như là của nhà trường và của bệnh viện. Đặc biệt đó là trong cái công tác bồi dưỡng
dìu dắt và hỗ trợ cho các cái cán bộ trẻ để những cái nguồn nhân lực này sớm có thể đảm trách được những cái công việc mà các thế hệ đi trước đã để lại và gây dựng. Và với cá nhân của tôi thì cô là một trong những cái tấm gương rất là sáng để cho các cái cán bộ trẻ học tập và noi theo. Trong quá trình học với cô Minh Phương, điều mà em ấn tượng nhất ở cô chính là thái độ và tính cách của cô. Cô là một người vô cùng dịu dàng và hiền hậu, ngay cả trên giảng đường lẫn ở bên ngoài, cô đều tỏ ra rất là dịu hiền. Và khi làm việc với đồng nghiệp, với sinh viên, cô xem mọi người như là những người thân của mình. Em cảm thấy rất là kính trọng và yêu mến cô. Với tư cách là hiệu trưởng của trường Đại học Y Dược Đại học Huế, chúng tôi rất là vui mừng được biết Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Minh Phương qua quá trình giới thiệu của nhà trường, của Đại học Huế và của tỉnh Thừa Thiên Huế đã được đề cử để tham gia giới thiệu và bình chọn phụ nữ tiêu biểu của Việt Nam. Đó không chỉ là một cái niềm vinh dự cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Minh Phương, mà đó cũng là niềm vinh dự cho đội ngũ các giảng viên, các cán bộ khoa học của nhà trường, đặc biệt là đội ngũ giảng viên và các nhà khoa học nữ của nhà trường. Chúng tôi mong muốn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Minh Phương sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao trong thời gian đến, đóng góp nhiều hơn nữa vào cái sự phát triển, sự lớn mạnh của nhà trường và của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược. Chúc cô có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn giữ được cái sự nhiệt huyết để tiếp tục truyền lửa cho các cái cán bộ trẻ như chúng tôi. Em xin chúc cô có thêm nhiều sức khỏe và có thêm nhiều niềm vui trong công việc dạy học và trồng người. Và có nhiều cái thành tích hơn nữa như trong cái sự nghiệp khoa học như là đào tạo và trong cuộc sống. Rất là mong cô tiếp tục hỗ trợ các hoạt động nữ công nhà trường cũng như là các hoạt động công tác xã hội nhà trường. Thì qua đây thì cũng rất là bày tỏ cái sự cảm ơn đến với ban giám hiệu, đến với công đoàn của trường, đến với quỹ đồng nghiệp và cả gia đình tôi đã luôn hỗ trợ, luôn tạo điều kiện cũng như là luôn sát cánh cho những cái bước tiến của bản thân mình. Và từ đó thì tôi cũng tự nhủ với bản thân rằng là mình càng phải cố gắng hơn nữa để tiếp tục truyền lửa và tiếp tục đào tạo cho những cái thế hệ tiếp nối, và đặc biệt là với những cái đồng nghiệp trẻ trong cái chuyên ngành của mình để có thể là giảng dạy tốt hơn và thực hiện nhiều cái công trình nghiên cứu khoa học hữu ích hơn cho xã hội cũng như là trong các cái công tác khám chữa bệnh.